mấy vụ rồi đấy. Thế á? Vâng. Hay nhờ. Mà quả đẹp nhờ. Vâng. Như kiểu mẹ cây đinh năng, à kia cây đinh năng kia. Nhờ. Đấy, quả như kiểu quả quả đầu tiên ấy giống thế. Nhờ. Nhà cháu á, đầu tiên. À đâu đâu đầu tiên đây này. Đấy. Nhà cháu trên quê chưa có quả đúng không? Trên quê nhà cháu có đấy. Thế á? Giờ nhiều á. Cỏ có quả chưa? Có rồi ạ. Hôm nào mày về lấy cô với quả. Vâng. Cỏ quả xong rồi gửi cho bà mẹ mày cho cô. Vâng. Ô, có cả khế này. Vâng. Mùng 2 tháng 9 cháu về cháu hái nhá. Nhá. Và cần nhiều không? Quả đầu tiên đi. Bây giờ nó vẫn còn đang non. Mà... khế. Khổ thật. Đúng cháu về quê cháu hay hái đồ ở quê lên lắm. Thì cháu đi ở chợ hay phải đi mua ấy. Ừ. Cứ về quê có cái gì cháu bắt. Ở trên đây mua rẻ không cho mình thích ở quê chứ. Được quê cháu có ít thuốc. Ừ. Ở chợ nó hay có thuốc ngâm. Thế tao ba cho vào lọt đi. Ba có thích cái lá này nữa không? Cái đăng đăng. Ừ. Mình rẻ cho cô ấy. Ừ. Đang uống tươi tốt lắm. Đấy, chọn quả to. Này chữa được cả bệnh đau đầu. Bữa nhờ chữa nhiều vào. Ừ. Chẳng phải to, đấy như quả chín chín kìa, nhìn thích nhờ. Khế ngọt là ăn được luôn. Sướng thật đấy, về đây. Úi giời, cái gió lùa này sướng thật. À, cây ổi kia, bé tí kìa, cây ổi. Vàng ổi. Bé tí có quả đây nhá. Ổi này nó cũng có quả khéo mà. Nhờ. Mà vẽ rơi cảnh ấy nữa. Cái này để tôi về. Nữa đi, lên nữa lá đi. Thôi, thế được rồi. Và thôi, lấy về mà phơi. Thôi, gì nhờ, con cấu hết các nái rồi. Nó thế... này rồi, còn cái bê đi, bê bằng dưới đít đi. Nè. Thế vào lấy vẻ cành nữa. Để cho bà lấy dao hay là tự bẻ tay. Hay là có khay hộ. Con lấy vương khoảng độ 3-4 nhánh nữa. Thế á? Khay hộ chú bó xuống. Gì nữa không? Nào nhìn vườn xem còn lấy được cái gì để lấy. Thôi, thôi, thôi. Cái cành này không rõ xin. Đây này, bà nhìn thấy chưa? Cây lan này.